chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trời không phụ lòng người chăm chỉ làm ăn, từ 48 tuổi trở đi hưởng phúc đất trời, của cải ngập nhà, tiền vàng bao la. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, cuộc đời mỗi người kỳ thực trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái chúng ta đã thấy mình đã đi tới nửa chặng đường. Nhiều người rất sợ tuổi trung niên, sợ mình già ốm, sợ mình chưa thể lo toan đầy đủ cho con cái và sợ cô đơn. Vậy nên, trong cuộc sống guồng quay này, mỗi người lại đang cố gắng và nỗ lực hết mình, mong sao mình và gia đình sẽ trở nên phú quý, đủ đầy hơn. Những khoản nợ nần cũng được trả hết sạch, có nhà cao, cửa rộng, lại khang trang, con cái thành tài, còn bản thân thì an khang, khỏe mạnh, vui sướng, hưởng thụ cuộc sống về sau. Vốn dĩ không có cuộc đời nào là thập toàn thập mỹ, không có tháng năm nào là luôn như ý, thuận lòng. Và tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 cũng vậy. Bản tính trời sinh của họ là những người bình dị, giản đơn, nhưng lại chăm chỉ và chịu khó. Chính vì vậy mà cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ từ 48 tuổi trở đi sẽ được trời thương, ban cho họ sự giàu có, an yên và sung túc. Chỉ cần quý bản mệnh nắm trọn vẹn được lá số tử vi của mình, thì chắc chắn yên tâm rằng cuộc sống sẽ sung sướng như tiên, tiền nhiều hàng quyển, khiến cả thiên hạ ngưỡng mộ nhìn theo. Vậy không để quý khán giả chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây sẽ là lá số tử vi chi tiết dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ 1978. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi nhé. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mệnh quả, thiên thượng quả, tức lửa trên trời. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định. Họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn, chứ không làm nhanh làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh 1978 đó chính là không quyết đoán, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa, thì phần lớn người tuổi Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về tài chính, nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Mậu Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn. Là một cuộc sống bình ổn, an toàn, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống, chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Mậu Ngọ linh hoạt, chịu thương, chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục. Cho nên tính cách Mậu Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Mậu Ngọ không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Mậu Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời khi làm việc, họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Mậu Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng trong bảng 12 con giáp. Hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt. Đây là tính cách tiêu biểu của Mậu Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh,
Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần, và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án mà trước khi chúng được hoàn thành. Nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Mậu Ngọ rất đa tài, hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Mậu Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà Mậu Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Mậu Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ là lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy, xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Mậu Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, và nếu không được hoạt động sẽ khiến họ buồn chân, bứt dứt. Mậu Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, với cương vị là một người tiên phong. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận, cuộc sống của bạn thêm phần sang trọng trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của Mậu Ngọ do nóng tính nên thường bị đổ dở. Nếu rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp, thì cuộc sống của Nam Mậu Ngọ sẽ góp phần sung túc hơn. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ lại có phần mơ mộng hơn, song về cơ bản họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Họ có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái, nhiệt tình, phóng khoáng, rộng rãi. Cuộc sống gia đình của nữ mệnh Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Họ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc, nên công danh hầu như không có. Trong công việc, họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên các phương diện chính của cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, người tuổi Mậu Ngọ rất nhanh nhẹn, hoạt bát là ưu điểm giúp họ có được thành công trong sự nghiệp. Với con mắt quan sát tinh tường, họ dễ dàng nắm bắt được tình huống và tâm lý của những người đối diện. Dựa vào đó họ sẽ tùy cơ ứng biến để đưa ra được phương pháp giải quyết hiệu quả nhất. Mậu Ngọ có thể thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh mới, nên họ không ngại thay đổi công việc thường xuyên. Họ có thể chuyển từ dự án này sang dự án khác mà không hề cảm thấy bối rối. Ngược lại, họ coi sự thay đổi đó là cơ hội để thử thách và khẳng định bản thân. Bản lĩnh của họ càng được tôi luyện, trở nên vững vàng, mạnh mẽ hơn. Mậu Ngọ rất tự tin vào tài năng của bản thân, nên thường xuyên đưa ra những quyết định mạo hiểm. Những công việc càng khó thì lại càng kích thích sự hứng thú của họ. Luôn có lý tưởng lớn lao, thích làm nên những thành công mang tầm vĩ mô, dám xông pha trong công việc để lập được nhiều thành tích nổi trội. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Mỗi khi được cấp trên giao phó nhiệm vụ thì sẽ lên kế hoạch chi tiết làm việc để có được kết quả hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất. Sự nghiêm túc tuyệt đối chính là chìa khóa giúp họ có thể đạt được năng suất làm việc hiệu quả. Một thế mạnh khác của Mậu Ngọ chính là khả năng hoạt ngôn, tài giao tiếp uyển chuyển, khéo léo. Dù là những vị khách hàng khó tính nhất cũng sẽ bị thuyết phục bởi những tài ăn nói duyên dáng của họ. Những kiến thức khô khan cũng sẽ được họ truyền đạt một cách đơn giản và dễ hiểu. Các ngành nghề cần đến khả năng giao tiếp tốt như nhân viên bán hàng, bình luận viên, MC, giáo viên sẽ giúp họ phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Trong mắt đồng nghiệp, Mậu Ngọ vừa tốt bụng, vừa cực kỳ ấm áp. Họ luôn thể hiện thái độ hòa nhã, thân thiện với mọi người trong công ty, tính cách lạc quan. Yêu đời của họ sẽ truyền cảm hứng làm việc cho những người cộng sự. Họ nhiệt tình khi chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Chính vì thế,
họ dễ dàng nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Tâm trí của Mậu Ngọ rất khó tập trung vào một vấn đề, bởi lẽ họ hay bị thu hút bởi những ý tưởng mới mẻ và độc đáo. Dù có đang thực hiện một dự án mới thì vẫn thích chuyển hướng sang mục tiêu mà họ cho là thú vị hơn. Sự thiếu kiên trì sẽ đưa họ đến sự thất bại nặng nề, vì họ đề ra quá nhiều mục tiêu nhưng chẳng bao giờ hoàn thành được bất cứ điều nào, nên họ sẽ càng ngày càng cảm thấy lạc lõng, đánh mất trí hướng của bản thân. Cần phải khắc phục căn bệnh đứng núi này trông núi nọ càng sớm càng tốt, nếu không thì khó có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Mậu Ngọ lạc quan quá mức lại dẫn đến chủ quan. Họ ngại việc phải lo lắng đến những vấn đề trong tương lai, nên không lường trước được những nguy cơ sắp xảy đến. Tính cách này khiến cuộc đời họ phải trải qua nhiều thăng trầm. Họ có thể thành công nhanh chóng, nhưng cũng xuống dốc nhanh không kém gì những bất cẩn trong giây lát. Mậu Ngọ cần phải trang bị cho bản thân khả năng nhìn xa trông rộng, để có thể tránh được các mối nguy hiểm đang rình rập. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn. Nếu hợp tác làm ăn, buôn bán với những tuổi sau đây thì công việc sẽ rất thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công, đó là tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu. Tuổi Đại Kỵ. Trong làm ăn buôn bán hay mở kinh doanh thì nữ mệnh không nên hợp tác làm ăn hay cùng đầu tư với một số tuổi sau, Tân Dậu và Quý Dậu. Do hai tuổi này xung khắc với Mậu Ngọ nên sẽ dẫn tới những rắc rối không được may mắn. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất sẽ giúp cho nữ mệnh Mậu Ngọ thêm thuận lợi hơn trong khi thực hiện những ý định của bản thân, thì nên xuất hành vào thời điểm là giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn thì sẽ rất may mắn. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn thì nên chọn những người tuổi Đinh Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Mão, Ất Sửu để hợp tác làm ăn. Đó là những đối tác làm ăn giúp Mậu Ngọ có thể phát triển được sự nghiệp của mình. Tuổi Đại Kỵ. Để công việc làm ăn, tình duyên diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn thì nên tránh những tuổi xung khắc với mình, đó là tuổi Quý Dậu và Tân Dậu. Nếu như đã kết hôn với những người tuổi Đại Kỵ thì cũng không nên quá lo lắng, bởi thực tế duyên do trời định, phận do người tạo, số phận và vận mệnh của mỗi người do chính thái độ của bản thân người đó quyết định. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất thì nên tiến hành công việc vào giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ, sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi cho nam mệnh tuổi Mậu Ngọ. Dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, người tuổi Mậu Ngọ có khả năng kiếm tiền giỏi giang nên ít phải lo nghĩ tiền bạc. Tuy nhiên, họ vẫn có nguy cơ bị phá sản nếu không biết cách chi tiêu hợp lý. Những người này ưa lối sống hưởng thụ, thích tiêu xài để thỏa mãn các nhu cầu của cá nhân. Họ cũng không tiếc tiền khi chi tiêu cho bạn bè và những người thân trong gia đình. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Mậu Ngọ khẳng khái và quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không phải lo chuyện cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so sánh thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm. Số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều, một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu nhiều, khi hoang tàn, dùng tay quá tráng. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh tuổi Mậu Ngọ đã có số dượng tài, đặc biệt từ 48 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có mệnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì thì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, nên dồn công, dồn sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm, Mậu Ngọ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó,
bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi, nhưng nếu sức khỏe không có thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Mậu Ngọ sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, người tuổi Mậu Ngọ có vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người khác phái. Bên cạnh đó, phong thái tự tin và cách ăn nói duyên dáng của họ cũng sẽ khiến đối phương mê đắm ngay trong lần đầu gặp mặt. Vì họ không ngại phô bày sự quyến rũ của bản thân, nên tình ái lúc nào cũng tìm đến. Tuy nhiên, họ cũng không phải là tiếp người dễ dãi, dễ dàng thân mật với bất kỳ ai. Vì bản tính thích tìm đến cảm giác mới lạ, nên họ sẽ thường xuyên thay đổi bản tính để thỏa mãn sự tò mò. Tuy dễ rơi vào lưới tình, nhưng lại cạn tình cũng rất nhanh, có thể tìm đến một mối quan hệ mới ngay sau khi vừa chia tay người cũ. Họ cũng thích được yêu thương, chiều chuộng hết mực. Bù lại, họ sẽ khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc bằng những lời tán thưởng ngọt ngào. Đôi khi sự đòi hỏi quá mức của họ trong tình yêu sẽ khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Tuy là người đa tình, nhưng khi đã xác định tiến tới cuộc sống hôn nhân với một ai đó, họ sẽ tỏ ra chung thủy hết mực. Họ sẽ hết lòng chăm lo cho mái ấm gia đình, bằng lòng yêu thương vô bờ bến. Họ thường xuyên tạo ra bầu không khí vui tươi, ấm áp giữa các thành viên trong gia đình. Những cô gái tuổi Ngọ có ngoại hình cân đối, luôn nổi bật với nụ cười rạng rỡ và thần thái hoạt bát. Dù luôn tỏ ra phóng khoáng, nhưng họ lại khá dè dặt, kín đáo trong chuyện tình cảm. Họ luôn mơ về một mối tình lãng mạn với người ý trung nhân hoàn hảo về mọi mặt. Một khi đã yêu thì con gái tuổi Mậu Ngọ sẽ trở nên si mê cuồng nhiệt, sẵn sàng nguyện trao con tim cho đối phương mà không hề đắn đo. Niềm khát khao được yêu thương luôn cháy trong nội tâm họ. Chính vì thế, họ luôn cần được người yêu cưng chiều. Với nội tâm nhạy cảm, họ sẽ cảm thấy tủi thân chỉ vì đối phương không quan tâm đến họ kịp thời. Cuộc sống hôn nhân của những cô nàng tuổi Mậu Ngọ khá viên mãn, đầm ấm. Họ là những người vợ đảm đang, luôn dốc lòng chăm sóc cho chồng con. Tuy nhiên, tính ghen tuông của những bà vợ tuổi Mậu Ngọ cũng không kém phần mãnh liệt so với tuổi Tỵ. Họ sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ nếu phát hiện người bạn đời đã phản bội tấm lòng chung thủy của họ. Trong khi nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ khá u mê trong tình yêu, thì nam mệnh tuổi Mậu Ngọ lại là người tỉnh táo khi yêu. Khi còn trẻ, họ không có ý định gắn bó với ai lâu dài. Chính vì thế, họ sẽ trải qua rất nhiều mối tình chóng vánh trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân. Những trải nghiệm ái tình thời trẻ sẽ làm cho họ càng trở nên phong trần, dễ dàng thấu hiểu được tâm tư của phụ nữ. Tuy thích được người khác theo đuổi, nhưng cũng không ngại cẩm cưa những đối tượng mà họ cảm thấy hứng thú. Nam mệnh Mậu Ngọ là những trái tim giàu tình cảm, chân thành và thật thà khi yêu. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui cho đối phương. Thế nhưng trong tình yêu, sự chân thành xuất phát từ một bên thì chưa đủ. Nó cần phải có sự đồng điệu, hòa quyện giữa hai tâm hồn. Mậu Ngọ thường gặp phải sai lầm trong việc tìm kiếm, lựa chọn cho mình một người thích hợp. Bởi vậy, những đổ vỡ trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Tình đầu dù rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng nó cũng sẽ trở thành ký ức đã qua. Mậu Ngọ sẽ nhanh chóng tìm kiếm được cho mình một mảnh ghép phù hợp để xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ dựa vào tháng sinh âm lịch thì con đường tình duyên của họ được chia thành 3 trường hợp như sau. Sinh vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 âm lịch thì tình duyên sẽ trải qua nhiều trắc trở, gặp gần mới có được hạnh phúc. Cuộc sống sau kết hôn phải gặp nhiều vấn đề khó khăn, cuộc sống có đôi lúc buồn phiền. Tuy nhiên, nếu biết tin tưởng vào đối phương thì hạnh phúc sẽ tới, cuộc sống sau này sẽ được cải thiện. Sinh vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 8 và tháng 11 âm lịch thì sau kết hôn có thể vướng phải những chuyện thị phi, điều đó làm cho cuộc sống gia đình không thoải mái. Để có được hạnh phúc trong hôn nhân gia đình thì họ cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ khác trong xã hội, tránh giao lưu với những người không đáng tin tưởng. Sinh vào tháng 1 và tháng 5, tháng 12 âm lịch,
họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Sinh vào những tháng này sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và con cái. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 2, tháng 3, tháng 9 âm lịch có phần kém may mắn về tình duyên, phải trải qua nhiều mối tình thì mới có thể tìm kiếm được một người bạn đời thật sự dành cho mình. Những người này cần phải biết lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn nhiều hơn nữa để xây dựng được một mối tình lâu dài, trọn vẹn. Nam mệnh Mậu Ngọ sinh vào tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 11 âm lịch, khi yêu tình duyên của họ thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở, không được như ý, nhưng sau khi kết hôn tình duyên lại gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng hòa thuận, thủy chung và hết lòng yêu thương nhau. Nam mệnh Mậu Ngọ sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 12 âm lịch có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình, đôi lứa yêu nhau say đắm, hạnh phúc, không có bất cứ điều gì có thể tách rời. Sau đây sẽ là diễn biến tử vi từng năm tuổi của tuổi Mậu Ngọ 1978 từ 48 tuổi trở đi. Xem tử vi trọn đời từ năm 48 tuổi đến năm 50 tuổi. Khoảng thời gian này làm gì cũng phải thận trọng, không nên quy quá tin tưởng người khác, nếu không sẽ bị lợi dụng thiệt hại về tài sản, đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng son sắt thủy chung, yêu thương nhau. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững mạnh, ổn định, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tuy nhiên, giai đoạn này cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những khó khăn, gian nan của tuổi trẻ đã qua đi. Đây là khoảng thời gian nam mệnh Mậu Ngọ có thể hưởng thành quả lao động của mình, gia đình có nhiều niềm vui, con cháu đông vui, sum vầy. Tiếp theo sẽ là luận giải vận mệnh tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, vận trình cụ thể như sau. Mỗi người có vận mệnh khác nhau, tuy cùng tuổi nhưng tháng sinh khác nhau, cũng có thể khiến cho con đường đời của mỗi người hoàn toàn khác biệt. Cùng theo dõi xem vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ theo từng tháng sinh âm lịch có điểm gì khác biệt nhé. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào, nên người tuổi này cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp. Họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao, người tuổi này may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên dẫn đường, chỉ lối, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của những người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực, nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có trí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc, niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái, tự do, có bạn bè khắp tứ phương. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, người tuổi này rất chú trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh, khiêm nhường, họ là người thông minh, hoạt bát, khoan dung, độ lượng, song không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới, tâm tính cũng có phần bất cần, thích gì làm nấy. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi này may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại, được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều, tuy vậy, họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường, song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an. Nhờ được quý nhân tương trợ, vận thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi này được phúc âm vào hộ thiên tư, thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược, chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa, song người này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa, trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ, cuộc đời của người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng, thuận lợi.
đường nhân duyên tốt, có tài sản khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi này khá vất vả, cuộc đời lận đận phải chịu nhiều trắc trở, khó khăn. Họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh, chiến đấu một mình. Nhờ thế mà không ít lần gặp dữ quá lành, giành lấy những gì mình muốn. Không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, nhưng điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người. Tâm tĩnh như nuôi ốc, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà ra hành động. Nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, người tuổi này phải chịu trăm ngàn điều cực khổ, đắng cay trong đời, phúc phận mỏng manh. Không được cha mẹ, quý nhân phù trợ, tất cả những điều họ có được trong đời đều là nhờ vào tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Tiền vận bôn ba, vất vả ngược xuôi mới đến cái sự cơ nghiệp. Cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên, mặc dù tăng động tình từ khi rất sớm, nhưng họ thường kết hôn khá muộn. Quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận, hạnh phúc, bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân. Người này hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ huy hoàng, tuy nhiên là họ phải chấp nhận đủ nhiều mồ hôi, nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng, hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang, hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi này cả đời vất vả, nhưng chẳng bao giờ chạm tới ngưỡng cửa đại phú, đại quý. Tính cách người này không nhu, không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận. Họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, gia phận phúc mỏng, người này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình, anh em, họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp. Thời gian đầu thất bại liên miên, tự nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành, bạn phải tự tay làm nên cơ nghiệp. Đến năm 35, 36 tuổi mới thành đạt danh, sang năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả, lo lắng nhiều. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, tiết trời không nóng, không lạnh, người tuổi này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết mười, cuộc đời của người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn, họ luôn khao khát hướng đến thành công. Khí chất tao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần, ý chí dồi dào. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 7 âm nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để khương gia dự nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Thêm quý nhân trợ lực, người này phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch chính là tiết Bạch Lộ trong năm, người này có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp, họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình, nhờ quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, cộng thêm sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn tài, đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy, đào tạo làm tầng lớp ý tận. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết Hàn Lộ, người tuổi này tài trí thông minh và năng lực bản thân đều đạt mức xuất sắc hiếm có, là bậc kỳ tài trời sinh, nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Cả đời người này không quyền, không thế, chỉ muốn tìm cây cao bóng cả để tựa nhờ, công việc ổn định, nhưng tài lộc không nhiều, hễ gặp khó khăn là dễ dàng thoái chí. Tuy nhiên, nếu biết xác định phương hướng phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng phát huy hết tài năng của bản thân, thì tiền đồ vô lượng thành công nhiều không kể xiết.
Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi này đều mang mệnh anh hùng hoặc diệt thời trai trẻ. Họ phải trải qua khá nhiều gian nan, vất vả, nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời người này đang xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình. May nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người, nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận may mắn gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi vận trình tăng tiến, phú quý phát tài, thành công rực rỡ. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Vận mệnh của người tuổi này cũng như nhuộm màu băng tuyết, khó mà có được sức sống của mùa xuân. Họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hòa nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối, lúc nào cũng hẩm hiu, đơn thương độc mã. Tới năm 28, 29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên. Năm 35, 36 đến năm 40 tuổi vận khí dượng, khai xuân về, hoa nở thành công rực sớm. Đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Số mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, cuộc sống của người tuổi này nhiều chuyện phải lo phiền, tuy nhiên cũng mang gia đình khoảng một thời trẻ, lại chăm chỉ học hành, nên ra ngoài được nhiều người nể phục, tài năng cũng có được là nhờ rèn giũa. Tư chất thông minh, lại thêm có công dùi mài đèn sách nên càng thêm giỏi giang. Người này có ý chí, nghị lực phi thường, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại khổ, không sợ gian nan, không sợ thất bại, dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cuối cùng người này sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn, hậu vận có phúc, có lộc, con cháu đầy đàn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.